Sau 3 ngày xét xử, sáng 14 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 4 bị cáo là những cựu cán bộ công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội trong vụ án nhận hối lộ và tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Chủ tọa cho biết bị cáo Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và nêu gương với tư cách người đứng đầu công an quận Tây Hồ, nhưng vì động cơ vụ lợi mà phạm tội nhận hối lộ. Khi lượng hình, hội đồng xét xử đã xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân, thành tích của bị cáo Lê. Còn các bị cáo Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Lê Đình Trung, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Vũ Công Ngọc, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội là cấp dưới, biết chỉ đạo của ông Lê sai quy định nhưng vẫn thực hiện. Và hội đồng xét xử đánh giá 3 bị cáo đều có thái độ ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn nên nhận thấy đề nghị của viện kiểm sát là có căn cứ. Từ những nhận định, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phùng Anh Lê 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đức Châu bị tuyên phạt 10 tháng 28 ngày tù bằng thời hạn tạm giam và trả tự do cho bị cáo Châu tại tòa. Bị cáo Vũ Công Ngọc lĩnh 6 tháng tù treo. Bị cáo Lê Đình Trung lĩnh 4 tháng 12 ngày tù bằng thời hạn tạm giam.